Hello, chào mọi người. Hôm nay 24 Tết, mình đi chợ hoa thành phố Tuy Hòa. Thì ở đây mình ghé thăm gian hàng cây bonsai nè, bonsai cây cảnh. Hoa thì phía bên trước thì rất là nhiều, nhưng mà mình thì chủ yếu đi tìm những cây bonsai nha. Quay cho mọi người xem. Đây một cây trắc nghệ. Cây trắc nghệ nè. Cây tây tán đẹp. Cái này cũng nuôi lâu rồi, tay cành nó cũng to nè, họ làm rất là kỹ luôn. Cây dúi à, cũng dúi à. Số hàng linh sam hàng mini. Ở đây có mấy cái gáo dừa làm bông rất là đẹp, bông bằng gáo dừa. Đây, nghệ nhân ở cái ý tưởng này rất là hay, gáo dừa làm bông này. Cái đá này chợ xăm núi tới ở trái quá trời luôn. À, trái to không, này đúng là xăm núi. Đây là hàng khai thác rồi. À, tiếp tục mình quay gáo dừa cho mọi người xem nha. Rất là dễ thương nha, cây dừa này. À, có cái chòi nữa, chòi mini nữa. Cây này là cây MK nha. Ở quê mình gọi là cây cui. Cây này rất là khó sống nhưng mà họ trồng sống luôn. Trái nó màu hồng. Cây này khai thác nha. Đá nó có ôm đá nữa. Đây một cây dúi, tay cành rất là đẹp. Hàng xăm núi. Cái này là hải châu à. Hàng trên là toàn bộ là hải châu, dưới là sâm núi. Này, có một cây hải châu cốt rất là đẹp. Cái này hàng gành, lá đẹp nè, dọc lá đẹp. Khu này sâm núi. Có một cây rễ dúi quái. Mấy cây sâm núi này mình nghĩ là cây hàng khai thác nè.
Đấy, cái rễ này là khai thác rồi, cây khai thác đuôi lên trái. Rất là nhiều cây linh sam. Linh sam cốt này thì cốt miền Tây rồi, hàng nuôi lên. Đây, có một cây MK nữa này. Chắc nghệ còn rất là nhiều cây bonsai nha. Bên kia có tiểu cảnh non bộ. Bên này là xi măng họ trộn xen lẫn đen trắng, rất là hay đó, nhìn giống như đá. Đây, kỳ Hải Châu á. Có một cây này cây Hải Châu, cây này ghép rồi, cây Hải Châu cây bướm gai, ghép Hải Châu lá nhỏ ấy. Đâu phải là cây rin rồi. Có một cây Hải Châu, biết cốt này là rinh hay là ghép nè. Cốt to. Cái này là cây rinh luôn nha, cây rinh mà cốt to. Cây Hải Châu cốt rất là to. Mai, cúc mai. Mấy cây mai mini vẫn ra cho hoa nè, cúc mai này. Hải Châu. Cái cốt sầm núi to quá trời. Cái sầm núi hàng phôi. Hàng phôi rễ quái. Ở cái này nhiêu cây vậy? 700. Này 700 một gốc nha. Gốc rất là to luôn. Này nuôi đôn lên lấy rễ quái, một gốc 700 à. Kỳ rễ quái rất là nhiều. Đây, hàng mini
hàng sâm núi Hải Châu này, cái Hải Châu mini này, cái nuôi tay cành thuần đẹp rồi. Châu dàn hàng sen đá. Cái này có giá này, 65 này. 65. Cái này này 45. Bên kia mình cũng thấy một dàn hàng bonsai á. Đường này là đường Điện Biên Phủ. Dạ. Thì Hải Châu này. Ồ, kỳ quái đẹp ha. Cái này Hải Châu gần à. Gần đảo. Mấy dòng cành thì trái nó tròn đẹp nè. Này sâm núi. Đi mê. Cái Hải Châu đổ thì sung trái mùa này mà ra trái được thì có cái giá trị một cây trắc nghệ. Họ làm lúa nhìn đẹp ha. Từ Hải Châu cốt hình thú. Ở đây mình thấy một cây bạch sơn liễu ha. Bạch sơn liễu đang cho hoa nè, một cây, hai cây, ba cây đều đang cho hoa nè. Bạch sơn liễu thì lúc trước mình cũng hay bán phôi và bán cây sống khỏe. Ở mình thì cũng có một số cây sống khỏe đang cho hoa ở nhà. Này, họ xử lý ra hoa đúng Tết luôn. Bạch sơn liễu nè. Trong kia còn hai cây bạch sơn liễu vẫn còn đang cho búp hoa. Cây trắc nghệ đó. Anh chăm rất là tốt, ra lá mạnh, cây sung. Này cây Hải Châu. Cái Hải Châu này hàng sông cầu. Hải Châu lá nhỏ sông cầu. Là
mình thấy một cốt hải châu cây rin nha, cây rin mà cốt to này. Là lá rin nó này. Này bạch sơn liễu này. Lúc trước mình bán phôi dòng này cũng rất là nhiều à. Nó ra hoa đúng Tết. Đang cho búp hoa. Cái này cũng là bạch sơn liễu nữa. Đang cho búp hoa. Dòng này thì quạt lá tầm 1 tháng thì nó bắt đầu cho nụ hoa nha. Từ 25 đến 30 ngày, canh trước Tết 25 đến 30 ngày mọi người quạt lá thì nó sẽ cho hoa. Nó cũng giống như các dòng mai. Thì quạt lá thì nó sẽ cho búp nụ. Ok, linh sam. Cái này cây sam hương. Sam hương cốt to. Phía trước này toàn là gian hàng hoa đó nha. Mà đi tìm những cây, những gian hàng bonsai thì quay cho mọi người xem. Bên kia mình thấy một gian hàng bonsai nữa. Đoạn đường này là đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Trãi. Mình quay xong gian hàng này thì mình sẽ đến quay linh vật rồng của thành phố Tuy Hòa cho mọi người xem. Gian hàng này hàng bonsai mini nhiều à. Cái tiểu cảnh linh sam. Cụm rừng tiểu cảnh linh sam rất là đẹp. Đây là linh sam 86 nha. Linh sam 86 họ kết hợp ra là một cụm tiểu cảnh rất là đẹp này. Mọi người xem thì tham khảo, nhiều khi xem thì ở nhà thì lên ý tưởng, thì năm sau mọi người bắt đầu kết hợp lại làm một cụm như này chơi cũng hay ha. Này tiểu cảnh này rất là đẹp đó. Bố trí hài hòa này, thả thêm trải nước nữa thì rất là đẹp, sinh động. Đây, hàng mini. Cây đá tiểu cảnh đẹp, xanh núi. Cây sơn liễu độc đỏ. Cây sam núi nữa, làm họ lên khay rất là đẹp. Cây hải châu. Ở đây mình thấy một cây hải châu lá, dòng lá đẹp. Dòng lá bóng đẹp. Hải châu cánh trái tim luôn ha. Dòng này lá nó giống như bắp sen á. Lá cánh trái tim. Cây me. Cây này dòng lá rất là đẹp. Lá tròn. Lá tròn và cánh trái tim nha. Cái dòng này cũng thuộc hàng hiếm. Dòng lá đẹp. Lên búp giống như cánh hoa. Không thua kém gì dòng hải châu búp sen. Đồng cánh trái tim. Cái này cây linh sam. Tây cành làm kỹ đẹp, to già. Cây hải châu. Bên này còn hàng mini nữa. Dòng linh sam.
sầm núi. Cái này hàng khai thác rồi, cái này gốc này là biết hàng khai thác rồi. Bao lên là san hô luôn hả? Tại cái này nuôi rất là lâu rồi. Bên kia mình còn thấy một gian hàng tiểu cảnh nè. Bên này thì tiểu cảnh chứ không có bonsai. Tiểu cảnh tre trúc. Cái trà Phúc Kiến. Bồ đề. Ở đây mình lại gặp một cây bạch sơn liễu. Bạch sơn liễu đang cho nụ hoa này. Dạng hàng hoa vạn thọ, có cả cà nữa. Phía trước kia còn có một gian hàng bonsai. Hoa thì mình lướt qua thôi nha, mình chỉ đi quay bonsai cho mọi người xem. Khu này rất là nhiều luôn, nguyên một hàng luôn, nhiều cây á. Cái cây này nhiêu anh? Mấy trăm nghìn. Mấy trăm? Thì nó 700 là bớt, 100 à? Còn 600. Thì 600. Đầu hết 100 đường á, đầu lội cầu á. Cây đẹp đó. Tiếp tốt đẹp nhìn. Trời. Da quá rỉ rồi. Đấy anh. Giá mềm, giá mềm, em chuyên bán bonsai là biết. Tay nuôi này lâu lắm. Cốt đẹp đó. Lá con là có loại lá con đúng không? Lá con, nó như dùng đá lắm. Đấy, là bóng không? Không gần. Lá bóng cũng bên này thôi đúng không? Đi về dòng sinh tâu. Nó như dòng lắm. Đây sâm núi. Mấy cái này hàng khai thác hết. Cốt đẹp à. Hai tỷ mua hết gian hàng. À, cây Vinsam này. Vinsam lúa, lúa đẹp ha. Lúa này lúa rin luôn. Đẹp. Cây sâm núi, cây khai thác. Cúc cực kỳ dài. Con mình đưa hai, mình đưa 20 rồi, mình lấy cơ rồi đúng không? Bây giờ cô thấu lại cho 4 chỗ. Anh lấy nhiêu lấy đi. Cô đứng đừng đi lui lại à, lui lại là bể chậu. Tới giờ đừng lui. Cây rất là đẹp luôn. Cúc già, hàng khai thác. Ở dưới anh này em mới thiệt anh á. Ôi dồi dây em bớt cho anh một xì nữa. Đâu, 5 xì nhưng nhanh lắm. 5 xì quá mềm. Quá mềm luôn á. Giá hơn ngày thường hả? Rẻ hơn. Bán cho làm lấy mông mé. Sầm hương, cái đế đẹp. Cây, cây cù lên cù già.
500 mà khách vẫn đi nè. Chậu này chậu xịn nè. Sầm núi. Cái này cũng khai thác này. Còn rất là nhiều. Sầm núi trái. Ở bên này nó chỗ ai hả? Linh Sam. Cây linh sam 86. Cây sam núi à. Một cây mai vắng, cây mai ghép. Mấy cây mai vắng mà ghép lên tông cao như này thả liệu rủ xuống rất là hợp luôn, nhìn nó phong cách ha. Cây sam núi, cây này có cái co gấp đẹp này, co gấp tự nhiên này, gấp cùi chỏ này. Cây sam lũa nó hướng qua mà tay cành trả lại rất là nghệ thuật à. Cái hải châu nữa. Cái này tay cành nuôi to này. Mấy cái tay cành nuôi lên mà nó to bằng ngón út tay út rồi. Tỏ cái này nuôi rất là lâu rồi. Quá đẹp nha. Góc nó tỏ tựa xuống lên. Và tay cành nuôi như này cũng rất là lâu rồi. Cái này giá chắc cũng chát lắm. Kỳ đẹp. Cây linh sam 86. Gian hàng này rộng ha, cực kỳ rộng. Đa số là hàng khai thác. Hàng khai thác mà sầm núi khai thác hết. Thì có mấy cây linh sam này là hàng khai thác ghép linh sam 86. Còn sầm núi thì mình thấy toàn bộ là hàng khai thác với mấy cốt hải châu này. Cốt hải châu quái đẹp. Hàng hải châu chân rễ quái đẹp rất là nhiều. Gian hàng này có những cây hải châu chân rễ quái đẹp thì hàng tương lai không ha. Chân rễ quái mấy chân quái đẹp nhìn này quá đẹp. Cốt đẹp ha. Mấy hàng này hàng xịn không á. Nguyên một lô hàng chân rễ quái. Chân quá đẹp. Cây của chú hả? Vườn chú ở đâu? Phần chín đây. Phần chín à? Chỗ nào ra? Bắt đầu qua tết cái dịch bảy tay không? Dịch bảy tay hả? Còn hàng quái đẹp đấy chứ. Mày ở đâu? Ở Đông Hoa.
mua bán cây rồi để qua Tết rồi qua coi tiện mới vậy. À, chú tới đó là hỏi tên gì? Bỉ Dự. Bỉ Dự. À. Thì gần Đức Khuê không? Dưới Đức Khuê, dưới này. Dưới Đức Khuê. Từ nhà Đức Khuê chạy về hướng Tuy Hòa mình đây. À. Cũng có chừng 500 mét nữa. Dạ. Qua khỏi ngã tư luôn á. Chạy xuống có nhà Đức Khuê chạy xuống có ngã tư á. À, chạy ngược lại tới qua khỏi ngã tư luôn. À, qua khỏi ngã tư. Mấy chỗ bán cá cảnh gì à? Trúc gì nè? Bán cá cảnh nữa nè. Ê, gần chỗ bán cá cảnh hả? Ồ, cá cảnh trúc ở dưới này, đều trên này, dưới nhà Đức Khuê cỡ 500 mét. À, vậy là từ Đức Khuê chạy ngược lại qua khỏi ngã tư ấy. À, qua khỏi ngã tư, chạy chiều hướng Tuy Hòa nè. À, Bảy Dự. Dạ, để coi qua Tết rồi qua thử. Mấy cốt này đẹp. Cái chân rẻ quái. Cái rất là đẹp. Hàng tiện mang ra. Toàn bộ là chân rẻ quái hết. Này lòng dòng la rí rồi. Này còn một dãy nữa. Ở đây có xe ba gác chở hàng. Đây mà họ vừa chở tới. Này chẳng hạn này mày mới dọn ra. Cây linh sam. Là mình thấy có một máng tiểu cảnh mà. Máng lũa. Mình quay lại gian hàng của ông chú này. Gian này thì cây hàng bonsai rất là đẹp đó. Sâm núi. Cái này cây khai thác, trái nó cực kỳ to luôn. Đúng là chuẩn hàng sâm núi nha. Sâm núi. Sâm núi thì trái nó to hơn mấy cái hàng sam biển. Nhưng mà bây giờ thì gọi chung lại hết sâm biển hay sâm núi đều gọi là sâm núi hết. Nên cũng khó phân biệt. Còn nếu mà thật ra thì hàng sâm núi trái nó rất là to. Này, trái chụp trái như nho. Cây hải châu. Mấy cây hải châu ở đây toàn là hàng đẹp không ạ? Sâm núi. Có cây quăng nhân đẹp nè. Có cành vàng xuống. Chú có bán Facebook gì không? Chú có bán Facebook gì không? Không.
Để bán tại vườn nha, không bán Facebook nè. Sạp núi. Bên kia cũng có một gian hàng bonsai nha. Khu này là đoạn đường là hàng bonsai thôi. Mình thấy cây sơn trà giáng nổ. Trà Phúc Kiến, thảo trà Phúc Kiến làm rất là đẹp. Cây sâm núi dáng liệu rủ. Một số hàng linh sam, cây okay, khai thác cây riêng luôn, họ không có ghép nha. Cái này khai thác ở An Hải nha. Linh sam An Hải. Đồng linh sam An Hải thì điểm nhận ra là nó có mặt cắt ở trước. Lá cắt nha, linh sam lá cắt. Ở dòng này thì hoa nó màu tím nhạt, tím hơi hồng. Tại vì không có mặt hoa quay cho mọi người xem. Chỗ này chủ yếu là linh sam với sam núi. Cây trà Phúc Kiến. Cái bên kia mình thấy một gian hàng Hải Châu nữa. Hàng Hải Châu. Hàng này thì cũng không có cái gì đặc biệt để mình quay nha. Hàng mini. Cúc mai. Này có hoa ngũ sắc. Cái gốc này là gốc miền Trung nhưng ngoài là gốc ngũ sắc miền Bắc. Ngũ sắc miền Bắc thì gốc nó to hơn. Ở phía bên kia mình thấy có mấy gốc ngũ sắc miền Bắc. Thì chủ yếu là trước kia thì hàng ngũ sắc Lục Ngạn, Bắc Giang tràn về thì có mấy gốc to. Còn mấy cái này là khai thác ở miền Trung thì gốc nó bé hơn. Họ vẫn ghép lên màu ngũ sắc màu cam. Còn cây riêng nguyên bản của nó sẽ nhiều màu. Trước kia cũng có một số gian hàng bonsai. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay linh vật rồng của thành phố Tuy Hòa cho mọi người xem nhé. Kia mình thấy một gian hàng hoa giấy sặc sỡ luôn, để mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Hoa giấy nhiều màu. Đây là gốc hoa giấy Mỹ, họ ghép nhiều màu à. Rất là đẹp. Không thấy lá nữa. Mình chỉ thấy hoa này. Quá đẹp. Họ trăm canh nở đúng Tết. Không còn thấy lá nữa, chỉ thấy hoa thôi. Gốc này là đa số là gốc hoa giấy Mỹ hết. Hoa giấy Mỹ họ ghép đó. Ghép nhiều màu à. Thì đa số mình thấy ghép 5 màu. Còn là gốc hoa giấy Mỹ đó. Tính màu nha, một màu nè, hai màu,
3 màu. Màu này là 4. Mình chỉ thấy 4 màu ha. Rất là đẹp. Toàn bộ là toàn là hàng hoa giấy gốc, hoa giấy Mỹ họ ghép lên. Bây giờ thì thành phố Tuy Hòa đổi mới những con sông và các cầu để ngắm cảnh, phong cảnh đẹp ha. Cái này thì mới hoàn thiện 2 năm nay thôi. Còn 2 năm trở về trước thì chưa có gì hết. Cái này 5 màu à. 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu à. Xịt sơn này. Không phải xịt sơn mà đang mua đây hả? Tức là lựa tạo mình lấy á, làm dấu á. Màu tự nhiên không phải là màu xịt đâu. Tức là mình mua, ví dụ mình trong vườn đang ngàn tạo mình là mua kìm cái. Lấy là kìm cái. Cây sâm núi này lá lạ, lá nhìn giống như hải châu à. Nhìn thoạt nhìn mình tưởng là hải châu, lá to. Ở đây mình bắt gặp một gian hàng hoa giấy, những cây lớn mà họ treo ở giá công khai lên trên cây luôn. Mình quay cho mọi người xem. Cây lớn này, cái này giá 7 triệu. Giờ có cái số điện thoại này, nếu mà mọi người thích thì liên hệ số Zalo để liên hệ nhà vườn nha. Một cây lớn họ làm cái này đặt ở mấy cái nhà mà có không gian rộng, nó cũng tỏa ra bóng mát. Cái này 40 triệu. 40 triệu thì rất là to. Hoành này tầm phải nằm tầm 90. Cây bằng hoa giấy lớn 40 triệu. Cục mâm xôi 160. Mấy cái gian hàng mà công khai giá như này thì khách dễ lựa chọn nè, khỏi cần phải hỏi giá. Thì cây này 5 triệu. Giấy 2 màu, trắng hồng 2 màu. Này cây này 3 triệu này. Ở mức giá rất là dễ chơi nha. 3 triệu một cây đẹp. Và cây này 7 triệu. Gốc cũng to nha. Nó như một cái dù, một cái ô chi mát. Cây này 7 triệu cũng hay nè, giá mềm. Giá chỉ 7 triệu thôi nha.
bán gốc này cũng 7 triệu nè. Công họ làm ra như này giá 7 triệu cũng rất là hợp lý, mềm. Cây này 12 triệu. Đoạn đường này là đường Điện Biên Phủ nha. Nếu mà mọi người thấy mấy cây này hợp giá hợp lý thì cứ chạy qua đường này, và có số điện thoại nhà vườn đó mọi người liên hệ để mua. Phía trước là linh vật rồng của thành phố Tuy Hòa nha, năm 2024. Rất là to luôn. Trong là khung sắt nhỏ đen ra rất là tỉ mỉ, rồi kỳ công nè. Em mình sẽ quay đầu rồng cho mọi người xem, nó làm tỉ mỉ sắc sảo. Cực kỳ to. Ở dưới thì có trang trí mấy cái lãng hoa, một số hoa trang trí lòng phun hoa. Linh vật rồng của thành phố Tuy Hòa cực kỳ to. Mấy cái bệ hoa này cũng mới xây luôn. Chú này, chú có sân này là ba.